Hôm nay mình sẽ khui bàn chải đánh răng điện xẻ nha, chính hãng nha. Bây giờ mình sẽ khui ra cho bé nhà mình nha, cho bé Sam nha, mua ở Shopee nha. Đây, chưa khui luôn, bây giờ mới chính thức khui hàng. Đấy, gồm có một cái hộp ghi chữ đây, và bây giờ sẽ khui ra nè. Ui, rách mất cái này rồi. Đây, đó, ở trong có một cái hộp nhỏ tiếp. Rồi, bây giờ sẽ khui ra nha. Một cái đầu nhỏ, hai cái đầu nhỏ, cái này là cái chuyển ba cái đầu nhỏ, như thế. Để dưới này cho các bạn xem cái gì nữa đây. Từ từ từ, ui, bốn cái đầu nhỏ, năm cái đầu nhỏ, và một cây to nữa là năm cây. Ở trong này có một cái gì nữa này, một tờ, pin pin có một hướng dẫn. Một pin nữa ba. Quay này nè, tập trung quay này nè. Đây, à, một sợi dây sạc USB, mini USB, một dây sạc. Và bây giờ sẽ bóc cái này ra. Ui sợi này. Đây, rất là xinh xắn nha. Con quay này đi. Đó, rất là xinh xắn. Ở trong này thì có một cái miếng nhựa. nhựa, trong này lại được cục sạc nè. Dưới này là đế sạc, Nào, nó cho cái này để đế đỡ sạc. dậy vớt á. Cái này mình bảo vệ cái này cho nước nó thổi vào. Đó, mình bấm nó luôn. Đây, nó rung như thế này nè. À, nó rung 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 như thế này là đánh răng nè. Chị sợ con. À, nó rung rung như vậy đó, có đèn luôn nha, có nhiều cấp độ này. Muốn rồi đấy, đang rung nha, xem cái này có vặn được không. À, vặn được chứ hả, vặn được để thay chứ. Mình chưa biết vặn như thế nào nữa đâu. À, đây rồi, đây này, quay quay này 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 này, còn xoay xoay qua là để mình thay bàn chải này. Đó, như vậy là mình có tất cả là 2 4 6 cái bàn chải và một cái máy để khi mình gắn cái bàn chải này vào. Đó, nó có cái khớp ở đây nè, mình gắn xong mình xoay lại một cái là xong. Ok, như vậy là xong nha. Xin chào và hẹn gặp lại.